ไปบินเขา
lão nhà thấy ra đắng mà đầu cái đây cứ thì khăn tay tăng tia đất. Cái đây cứ hỏi mà cái tăng hỏi lại năm năm hỏi tạm lại tu hỏi minh đại tạm. Hỏi mà câu thấy khi bi ta bi hộ lộc ông khi công từ ba mà na tài ông. Thank you.
thay ra đến thôi tàu ra đến bố thôi đài con rằng à thôi thay ra tại vô thôi tàu lúc nằm đi nâng thấy ba ông chim ngân ba ông ra đến á chip mình thấy thôi tàng ra tại chip mình tàng thôi lô ra đến chip mình thấy kìa vi tại chích mình tăng đi đã hơi mà kia câu cái đài tu hơi binh thì cậu không lại tàn hồi mà thì cậu tâm tua mình bắt cậu hùng hồi binh kia cậu không tu ngoan hồi mà cậu tu ngoan vô đài hồi binh tầm tụ mình vô bao lúc năm mi ngân thấy ba hồng ba hồng mi cho mà ngân ba hà khỏi đinh ca hồng hỏi mà lúc năm năm hỏi mà đại tụ ba năm năm hỏi mình lại tạm hỏi mà thì khẩu tâm khẩu vai hỏi ma ca tam khẩu khắp bồ đài hỏi binh ca tam khẩu hai bồ cao mi ngân thấy quả ông kim ngân và áo hỏi binh ca ông hỏi ma phát chi mưa ca khẩu khắp bồ đài ngân trang mưa ca ông khẩu khắp hỏi ma kia khẩu khai đài tu khẩu cung lại tạm mỏi mà thì khẩu tâm cơ mi hỏi đinh tia khẩu cung tâm mi cung mi đồ lộ các bảo năm cung mi đồ lộ lung bảo mòn đồng tới thì cài cú mà cung mi tàn thang thì cài băng mà cung mi ta đất đôi nằm ta đôi nằm cơ mi đây kinh lời tin tắc đời tin cưng mi đầy đu lục ấy cân thầu thịt văn thầu đồng hăng cân đây áo bằm đây mà hư ai lục tay chín bô lâm vi con phù quý bô lâm công bô lâm vi mi phong bô lâm công mi ta hỏi hà câu cưng mi bồ ra ai mưa ba áo cưng mi ca hồng cưng mi ơi mà đi khâu cái đài tu không lại tạm hỏi mà đi khâu tam cháu cưng hỏi binh tí ca mừng chào từ tam cháu thứ mi phong tam cháu cưng mi phép thơ đục tổ bay mang phép thơ tàu thôn con tổ bay màn nâng màn và cơ thô cháu tình cưng cháu hạ cường con nổi ma ca tam cháu thứ bồ đài hỏi binh ca tam cháu cưng bồ cao mi ngân thấy quả ông chim ngân quả hỏi binh ca ông hỏi mà hỏi ma tia khâu khai đại tu ca không lại tạm hỏi ma đi khâu tam cô đồng I don't know.
ไอ้คนนึงมาที่เฮ็ดดีมาเรียวจำบังเต่าเอ็ดคุ้มปลาเรียวเหล่ากลางงสามที่มาพันมือจริงทองมือที่ชักดิ่งมือรู้